bóng đá và ngày xưa thì Trung Quốc người ta ngoại giao thành công rực rỡ và tiếp tục là các quốc gia khác ngoại giao bằng thể thao và kết quả người ta biết đến Brazil là ở thể thao, cái gì ạ? Người ta biết đến Argentina bởi cái đạo Maradona và Việt Nam của chúng ta bóng đá đã góp một cái cực kỳ to lớn cho cả hoạt động đối nội và đối ngoại. Và ấn tượng của tôi thì nó cũng y như là dòng chảy của dân tộc vậy đó. Thành ra là cái ấn tượng về cái chức vô địch này nó phản ánh hết tất cả và nó là cái chỉ tiêu tăng trưởng cho một cái hạ tầng mà tôi hay nói. Tất cả cuối cùng nó hội tụ ở đó và nó phản ánh ngược trở lại một cái biện chứng mình phải có cái gì thì mới có cái đó. Cho nên là nó phản ánh một cái đầy đủ nhất cái bức tranh. Cho nên là tôi mới có cái ấn tượng tốt như vậy. Một là bóng đá với quản lý nhà nước, cái này thủ tướng nói tôi thích quá. Đúng rồi, quản lý nhà nước cũng phải như vậy. Đã đánh là thắng, không thắng là không đánh. 3/4 dành cho chuẩn bị, 1/4 là xuống tay, nó hiện thân ở đó. Đó là sức mạnh của đoàn kết, đó là sức mạnh ở bên trong đi ra, kiểm soát bên ngoài vào, lạc hậu lắm rồi. Khi mà toàn dân tộc, toàn đội bóng mà nhất trí thì không có kẻ thù nào mà thắng được. Thành ra là nó say lòng người ở chỗ đó. Ở góc độ gia đình thì rõ ràng là chúng ta thấy một hiện thân hậu vệ thủ môn, đó chính là cô vợ và hai người con. Sống đẹp với người khác, đó chính là hàng tiền vệ, người ta phải đưa bóng cho mình. Và phải học thật giỏi, đầy tài năng thì mới sút vào lưới đối phương được, không là đá lên trời. Thế ra tôi nhìn một người nào đó, một gia đình nào đó, tôi thấy họ tiền vệ rất tốt, ăn nhậu bạn bè tuyệt vời, nhưng mà vợ con tệ, thế là thôi hỏng hẳn rồi. Vợ con thì suốt ngày tuyệt vời rồi, nhưng mà chơi với hàng xóm không được. Mà chơi với hàng xóm được, vợ con tuyệt vời, chả học hành gì cả, hàng tiền đạo không bén, thế là thua. Thành ra là nó hiện thân của tất cả những cái mà chúng ta đang thấy nó xảy ra. Ở trong doanh nghiệp, giữa lợi nhuận và rủi ro thì anh chọn cái nào? Và đó là cái tuyệt vời. Bên này hàng thủ, đó là chặn rủi ro, hàng công là kiếm lợi nhuận, và hàng tiền vệ để kiếm lợi nhuận mãi mãi. Đấy. Và kết quả thành tựu cuối cùng trong tài năng nó có 3 thành tố: đam mê. Ồ, cầu thủ không đạt được đam mê vì đất nước này thua. Đó là rèn luyện có mục đích, tất cả chỉ cho mục đích chiến thắng thôi thì ba so làm được. Nhưng mà linh hồn của linh hồn đó là chúng ta có một nhà huấn luyện. Và Park Hang-seo đã trở thành nhà huấn luyện chứ không phải nhà dạy bóng đá. Cho nên Văn Đức là do giám đốc kỹ thuật tuyển, nhưng mà sử dụng Văn Đức thì lại là do Park Hang-seo. Cho nên là thổi từ bên trong ra. Một lịch sử lặp lại, đó là trường hợp của dân tộc Việt Nam, đó là Bác Hồ, đó là Bác Hồ Nguyễn Giang. Khi mà thổi được cái động lực này thì không có kẻ thù nào thắng được. Cho nên cái thắng của chúng ta nó mang tính chất tất yếu, chứ không phải cái thắng nó có phần may rủi của vô địch 2008. Mà cái thắng này nó phản ánh đầy đủ cái tiềm năng cho cái giải sắp tới nữa. Và cái điều đó nó tạo cho tôi cái ấn tượng tuyệt vời ở trong lý trí. Còn đứng về mặt con tim thì nó đè một lúc tứ phía. Bên này là vô địch, bên này là tự hào, bên này đó chính là sự háo thắng, bên này là sự sung sướng, nó đè nghẹt con tim ấy. Và thế là về cảm xúc ấy, tim nó nghẹt luôn. Mà cái nghẹt đó được giải thích bằng lý trí này. Cho nên là nó đem lại cho cả hai cái, cả một dân tộc trắng đêm luôn, hơn Tết Việt Nam luôn. Thì cái điều đó cũng dễ giải thích. Cho nên là đoạn này tôi nói hơi dài, là vì chính tại thời điểm này cảm xúc nó còn nguyên à. Và cuối cùng là tự hào Việt Nam, tự hào vô cùng. Và từ chỗ này thì chúng ta thấy huấn luyện viên đã tạo ra chúng ta vượt ngưỡng được dân tộc Việt Nam vào World Cup là bình thường, World Cup bóng đá, World Cup kinh tế, World Cup con người, vượt được cái ngưỡng đó. Và chúng ta thấy được sự đoàn kết quan trọng thế nào, chúng ta thấy được cái bên trong quan trọng thế nào, chúng ta thấy rèn luyện quan trọng thế nào. Cho nên là từ trong cái bóng đá mà nó ra tất. Cho nên là
Cho nên là nó không phải là một trận thể thao, không phải là một trò chơi. Ở đây là một thứ triết lý, ở đây là một bài học, ở đây là một khoa học. Nếu nhìn ở góc độ đó thì cái quả bóng tròn nó quá hay. Và cái cuối cùng, cuộc đời người ta tọa nguyện được là chỗ này. Mọi người đích thì như nhau, nhưng mọi người xuất phát điểm khác nhau. Ông này thì con ông cháu cha, ông này thì là nhiều tiền, cho nên cái đích thì giống nhau nhưng điểm xuất phát khác nhau. Nhưng trên sân cỏ thì đích giống nhau và mọi người xuất phát bằng nhau. Ai tài hơn người thắng, cho nên xem xong nó say sưa lắm. Và chỉ có sân bóng đạt được điều đó thôi. Có một nhân vật can thiệp duy nhất là anh trọng tài, làm cho tôi với anh Tiến không công bằng. Thì lần này có va rồi, nếu mà chúng ta áp dụng thì loại bỏ nó. Cho nên quả bóng tròn nó làm người ta say sưa mà trong đời thực nó không có. Tôi với anh đều bình đẳng như nhau, tất cả là do quả bóng nó tròn. Mà như vậy chúng ta thắng trong bối cảnh không hề có một lợi thế, không ăn gian, cho nên cái độ say sưa nó tuyệt vời lắm. Và chỉ có bóng đá mới có được thôi. Cho nên xin phép hội trường là tôi nói hơi dài, nhưng mà bị ép cảm xúc quá, cho nên là chia sẻ và mọi người thông cảm. Nghe là lẻ ngắn thôi. Hay lắm ạ.